Mấy hôm trước thì cũng rất nhiều anh em đặt câu hỏi là cái phiên bản màn hình 17 inch của i720 thì anh có thể về hàng và giới thiệu cho mọi người đến phiên bản máy tính chơi game đỉnh nhất hiện nay của Lenovo không? Thì hôm nay thì mình có cái mẫu i720 được trang bị màn hình 4K và cả màn hình GTX 1060. Đặc biệt đây là phiên bản được trang bị ổ cứng SSD với dung lượng 256GB nguyên thùng được xách từ nước ngoài về. Phiên bản của mình được trang bị vi xử lý Core i7-7700HQ 2.8 và RAM 16GB cộng ổ cứng HDD với dung lượng 1T, SSD M2 dung lượng 256GB. Cả màn hình GTX 1060 với dung lượng 6GB và đặc biệt nó là UHD IPS với độ phân giải cao nhất hiện nay 4K Windows bản quyền. Bây giờ mình sẽ mở máy cho anh em cùng xem. Bên trong của máy thì mình thấy bố trí hộp khá giống cái phiên bản i520 và trọng lượng của nó cầm vào thì nặng hơn hẳn. Đây các bạn này. Sạc hay sách hướng dẫn sử dụng của nó bên trong như này. Sạc của nó đây anh em. Sạc của... Đầu tiên thì mình cứ nghĩ phiên bản i720 thì là trang bị màn hình 17 inch nhưng không phải. Đây là phiên bản nâng cấp của i520. Và toàn bộ lớp vỏ của nó thì đều bằng hợp kim nhôm nguyên khối như này. Và logo được làm lại hoàn toàn. Nhìn là lá giống kiểu như Mercedes của các xe ô tô. Và các vân kiểu dạng như vân ô vuông như này, nhìn rất là đẹp. Bên này của nó thì có những cái sống kiểu này thì mình chắc chắn mở ra thì đây là sống loa này. Và trục bản lề dạng này anh em mở tha hồ luôn. Và trọng lượng của nó thì mình nói luôn, phiên bản này thì chắc chắn trên 3kg, nặng hơn rất nhiều so với bản i520. Mặt trước của nó đây. Và đây phiên bản của mình thì trang bị camera 3D anh em nhé. Hai camera này, hai mắt luôn này. Hai camera và cộng thêm hai cảm biến ở cạnh đây. Đây là mặt trước này. UHD 4K. Các bạn có thể thấy là khi mình khởi động xong thì mặt trước của nó anh em nhìn thấy rất ấn tượng, đó là phần mềm LED màu theo kiểu giải như này và chúng ta có thể tùy chỉnh. Và toàn bộ hệ thống loa nhìn rất là nổi luôn. Con này được Lenovo giới thiệu thì nó có trang bị âm thanh vòm của hãng JBL này anh em này. Hành trình phím kiểu dạng check nét nổi như này và phụ dạng phím full size và sẽ hỗ trợ chúng ta chơi game cũng như làm đồ họa rất là tốt. Nét. Đây các bạn có thể nhìn này, rất đẹp luôn. Và mặt này của nó thì có kiểu như phủ một lớp cao su lên trên, sờ có cảm giác rất mịn. Touchpad khá rộng và có sơn viền màu đỏ này tạo điểm nhấn này. Độ lẩy của touchpad này. Touchpad có hỗ trợ cảm ứng đa điểm nha anh em nhé. Trước khi giới thiệu cấu hình thì mình giới thiệu qua các cái cổng kết nối của chiếc máy này khi mình gập xuống đây. Tay trái của mình thì anh em có thể thấy đây là cái cổng sạc của nó dạng USB này, cổng LAN này, USB 3.0 và đây là cổng phone. Đằng trước thì không bố trí bất kỳ một cổng gì cả, khi nhắc đây một tí thì toàn bộ hệ thống này có thể này là tản cho loa này, bên dưới này anh em có thể nhìn này. Thì chắc chắn đây là loa súp của máy này, Windows bản quyền. Và toàn bộ hệ thống này sẽ hút gió vào và tản nhiệt nó thì nó sẽ tản ra đằng sau như này. Đây là khe tản nhiệt này. Bên trong của chiếc máy hoạt động hai quạt tản nhiệt riêng, một chiếc quạt tản cho GPU và CPU. Bên này thì anh em có thể thấy nó trang bị nhiều cổng hơn này, mini DisplayPort này, Thunderbolt này và thêm hai cổng USB 3.0 HDMI. Mặt sau thì mình đã giới thiệu rồi, nhìn nó rất là đẹp. Khung gầm này thì nhìn thấy chắc chắn giống như kiểu dáng như chiếc i520 đầu tiên, i5070 nha anh em nhé. Nó này hoàn toàn lấy thiết kế từ i5070. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cấu hình đến anh em. Các bạn có thể thấy là khi bắt đầu mình active máy thì nó sẽ sử dụng bản Windows 10 64-bit. Máy được trang bị vi xử lý Core i7-7700HQ 2.8 8 CPU. RAM trang bị trên máy là 16GB, chuẩn RAM DDR4. Và chiếc máy này có thể nhận maximum lên đến 32GB RAM. Máy sử dụng hai cổng màn hình Graphics 630 này. Anh em có thể thấy đây là độ phân giải màn hình 3840x2160. Và đây là cái cảm màn hình CD10 GTX 1060 với dung lượng 6GB này. Chúng ta có thể thấy là nó mở rộng bộ nhớ từ VRAM lên đến 14GB. Rồi sẽ kiểm tra nốt cái dung lượng cái ổ cứng.
Đây thưa các bạn, ở bên trong máy nó sử dụng một cái ổ cứng LVMe với dung lượng 256GB và một cái ổ cứng Weston với dung lượng 1000GB để chúng ta lưu trữ dữ liệu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử phần mềm Full Max và test thêm cái màn hình với độ phân giải 4K thì điểm ảnh cũng như mọi thứ nó sẽ như thế nào. Mời các bạn đón xem. Phần mềm quen thuộc mà hôm thì mình hay test cho anh em đây. Các bạn có thể thấy với cả GTX 1060 thì không phải suy nghĩ về làm đồ họa cũng như chơi game bởi vì nó quá ấn tượng. Với dung lượng 6GB thì chúng ta có thể làm tốt mọi phần mềm nặng nhất, kể cả render cũng như dựng phim, hay có thể chơi những tựa game hot các bạn đang chơi hàng ngày, PUBG, GTA 5. Mình test đây là hẳn độ phân giải 4K này các bạn nhé, có nghĩa là maximum cho cái chiếc máy này. Nhiệt độ của chiếc máy thì hiện đang ở mức khoảng 43 độ C, 55 độ. Thường nhiệt độ trung bình lý tưởng để chúng ta chơi game cũng như làm đồ họa thì nó sẽ từ khoảng 70 đến 75 độ C. Một số máy có thể chống chịu được lên đến 80 độ C hoặc hơn 80 độ C một chút, nhưng mà thường lý tưởng sẽ ở mức khoảng 60 đến 70 độ thôi. Nhiệt độ đang lên ở ngưỡng 58 độ C và đã bắt đầu dừng. Khi mình áp sát vào thì tiếng quạt hoạt động khá êm ái và không gây quá ồn. Hai quạt tản nhiệt đã hoạt động. Nói chung những dòng máy mới trang bị GTX 1050, 1060 hay 1070 nhiệt độ thường ổn định ở mức khoảng 60 độ, hoàn toàn thoải mái. Nhiệt độ như thế này con này là quá ngon đấy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test lốt cái màn hình cho anh em. Bởi vì màn hình 4K thì chắc chắn nó sẽ hỗ trợ anh em rất là nhiều thứ. Mình đã chuẩn bị sẵn một đoạn 4K trên YouTube cho các bạn này. Tổng lên IPS với độ phân giải 4K thì không có một chiếc máy nào sánh được với cái màn hình nó đẹp được như này. Hình ảnh rất sáng. Độ phủ màu cao. Độ sáng của em này kiểm tra thì nó sáng khoảng 430 nits. Đây độ phân giải 4K này. Hệ sinh thái màu rất là tốt. Nói chung màn hình IPS thì luôn cho điểm ảnh rất sâu, góc nhìn rộng và trung thực. Mình sẽ thử thay đổi góc nhìn cho các bạn xem. Tất cả những cái màn hình cảm ứng thì bao giờ bên ngoài nó sẽ có một cái lớp gương kiểu dạng như này. Chúng ta nhìn thì nó sẽ kiểu dạng như hơi lóa một chút. Đây, màu nhìn vẫn rất tốt ở góc nhìn 78 độ. Đây các bạn có thể nhìn thấy màu 4K của nó này, tuyệt đẹp. Nói chung màu con này như này thì là quá là ok. Với giá tiền bán ở trên thị trường đang ở mức sấp xỉ 40 triệu thì đây một cái giá không hề rẻ. Và đây là vẫn là một cái phân khúc máy tính cao cấp. Chốt lại thì nếu mà thiết kế của chiếc i720 thì các bạn có thể thấy là phiên bản giống hệt i5070 nhưng mà được nâng cấp phần cứng và cái vật liệu sản xuất cao cấp hơn. Những cái chi tiết nó sẽ làm như anh em thấy là sẽ hoa mỹ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt bàn phím với hệ nền LED RGB như này nó cho cảm giác rất sang. Máy được trang bị 2 camera, màn hình độ phân giải lên đến 4K, đặc biệt cả màn hình Series 10 1060 với dung lượng 6GB thì chắc chắn anh em không bao giờ phải suy nghĩ về các hệ sinh thái mà chúng ta chơi game cũng như làm đồ họa. Khi mình gặp vào thì Duy chỉ cái máy này có cảm giác rất là chắc chắn. Nhưng mà vì làm bằng hợp kim nhôm, toàn bộ nguyên khối như này chúng ta cầm vào thì máy nặng đến hơn 3kg. Nói chung nếu mà so với Alienware thì chắc chắn vẫn nhẹ hơn một chút. Đây. Với giá bán thì tại các hệ thống siêu thị tại Việt Nam thì mình trang bị cái bản màn Full HD, mình đã thấy giá bán ở mức khoảng 39 triệu đồng. Có nghĩa là nó sẽ xấp xỉ những cái phiên bản Dell Alienware nếu mà sách từ thị trường Mỹ về. Còn cái phiên bản sách như này thì cửa hàng nhà mình đang bán ở mức 36 triệu đồng cho phiên bản màn hình 4K SD256+1T i7-7007. Em mời các bạn chiêm ngưỡng toàn bộ một siêu phẩm.
Các đặc điểm mình thích nhất đó là thiết kế chắc chắn này, màn hình 4K, bàn phím LED màu rất là đẹp, trang bị một cấu hình ấn tượng, cả màn hình GTX 1060, đặc biệt là loa của JBL, âm thanh vo. Chúng ta sẽ được trải nghiệm những tựa game cũng như những bộ phim hot nhất trên cái màn hình 4K như này. Chương trình giới thiệu về i720 của mình đến đây là kết thúc. Có những cái máy gì hay, độc lạ mình sẽ lại giới thiệu đến các bạn. Còn anh em cần review những sản phẩm gì hoặc cần đánh giá những sản phẩm gì, những cái câu hỏi mà không biết về máy tính hay laptop hay cũng như MacBook và các sản phẩm Apple thì cứ vui lòng comment bên dưới, mình sẽ tổng hợp biên tập và làm những cái video ngắn gọn trả lời cho anh em như này. Thân chào các bạn, hẹn gặp lại.